Xin chào tất cả các bác đến với kênh Cao JBL Hoàng Mai. Và hôm nay cũng có một số thiết bị thay đổi trong cái cấu hình của Cao JBL Hoàng Mai. Và em cũng test thử qua một cái chất âm cực kỳ là đẳng cấp, hàng đầu thế giới các bác nhá. Cho nên là hôm nay em review qua của các bạn, đó là một cái bàn mixer Yacob 2200. Mixer là mixer xịn các bác nhé. Và có cả bàn 1600, bàn 600. Có đầy đủ các mẫu mã trong Cao JBL Hoàng Mai các bác nhé. Và cái điều quan trọng là hôm nay em đã ghép thành công một con Lex LM26 này. Ngay vào thời điểm này nó trị giá 75 triệu. Một con cốt server này 75 triệu các bác nhá. Hàng Thụy Điển, các bác cứ tra Google LM26. Cốt server đấy, nó là số 1 thế giới nữa đấy bác nhá. Và em cũng đã ghép thành công với cả Powder Shop. Hiện nay cấu hình này cực kỳ phải nói là chuyên nghiệp. Bác nào có cơ hội qua Cao JBL Hoàng Mai để trải nghiệm các bác nhá. Cái vấn đề ở cái chỗ là thưởng thức cái chất âm uy lực nhưng mà trong sạch các bác nhá. Đấy. Và đây cũng là cái bàn 600. Bàn 600 đây các bác nhá. Đấy, và một số mic cũng như mọi ngày thôi. Và bàn này là bàn 1600 của em, vẫn hay test nhạc các bác nghe. Và có cả cốt 366 và mic Sennheiser các bác nhá, của cả bãi cả các đời các bác nhá. Ở đầu mic Newman và 965 luôn có sẵn vài đầu các bác nhá. Không nói nhiều nữa, cái con cốt này em review lại các bác là nó khủng khiếp vô cùng các bác. Bác nào chưa biết về nó thì các bác tra Google sẽ biết ngay. Hiện nay giá hãng mà cung cấp tại Việt Nam là 75 triệu các bác nhá. Và sau đây em cũng xin như mọi lần test một cái ca khúc, nửa ca khúc để các bác thẩm âm về chất âm như thế nào. Các bác, cái tiếng hát thì các bác không quan trọng bằng để ý cái tiếng sạch sẽ và tiếng vượt các bác nhá. Một lần nữa Cao JBL Hoàng Mai. Và sắp tới đây em về tới 40 cục ground. Bác nào có yêu cầu mà chọn nữa thì alo em Cao để em Cao. Tới em Cao để mà lựa chọn các bác nhé. Và sau đây em xin test một ca khúc cũng như mọi lần thôi. Mong các bác thẩm âm và comment dưới bài nhé. Các bác thấy hay cho Cao JBL Hoàng Mai xin một like để động viên tinh thần các bác nhé. Còn tim ơi anh còn nơi
chị các bác nhé. Cho nên một lần nữa xin các bác một like. Anh còn nợ em công viên ghế, công viên ghế là buổi chiều và còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên. Trời mà mưa đêm, trời mà mưa đêm. Ai còn là em, luôn vội vàng, luôn vội vàng, lắng cho ấy qua rồi. Anh còn nợ em, còn đi bơi dưới, còn đi bơi. Còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em, anh còn nợ em, anh còn nợ em. Vâng, cũng là giới thiệu qua một cái sản phẩm mới về với Cao Zibel Hoàng Mai. Xin các bác thẩm và cho em xin comment ở dưới các bác nhé. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các bác.